trời rất nắng. Đội đang ra nhá, đội đang ra rồi, các bạn nhìn thấy kìa, những cái bóng áo đỏ. Nhìn hơi chói. Tại vì ánh sáng nó hắt từ bên tay trái, hắt sang bên này. Trời ở bên này rất là nắng, ngày mai đội cũng sẽ đá vào tầm này này các bạn. Mình khá là lo bởi vì là với cái khí hậu này thì hợp hơn với các đội Tây Á. Họ quen với cái khí hậu này hơn là Việt Nam. Việt Nam mình vừa rồi trải qua một giai đoạn rất là lạnh. Cứ phải lên làm quen với điều đó thì bây giờ lại phải làm quen với việc là trời nóng như thế này. Nó sẽ bị ảnh hưởng, mình tin là vậy. Chưa kể là còn bị chói nắng. Vào cái tầm này mà đá bị chói nắng như thế này thì rất là nguy hiểm đối với thủ môn. Mai là 15 giờ chiều ở UAE sẽ đá, tức là khoảng 18 giờ chiều Việt Nam bạn ạ. 18 công phượng, mình đẻ ở Hà Nội. Bên đây cảnh đẹp không ạ? Bên này quy hoạch rất là tốt, nhiều cảnh đẹp. Các bạn có thể tham quan khách sạn 8 sao Dát Vàng. Mình khả năng sẽ đến đấy xem thử. Toàn Phạm, chúc mấy thầy trò mai có một trận đấu quả cảm, chiến thắng trước bầy voi khổng lồ. Văn Lâm giữ thành đối. Các bạn nên hiểu là các cầu thủ Việt Nam, các cầu thủ Iran thì có biệt danh là Hoàng tử Ba Tư. Ngày xưa các bạn biết nước đất nước Ba Tư của Aladdin và cây đèn thần thì gồm Iraq và Iran bây giờ đấy. Đó, thế nên là người Iran người ta kế thừa lại những cái điểm này rất là hay. Ngày xưa Ba Tư hùng mạnh. Ai xem Sparta 300 của Bebo sơ xếp. Rất là to con, cưỡi voi. Ok, các bạn cứ xem nha, bây giờ mình phải tăng nhiệt một chút. Đợi chút nha. Đấy, mọi người cứ, mình sẽ để ở đây để mọi người cùng xem. Rùa xuống nhiều comment thế này. Anh em comment dữ dội quá, anh em cứ xem nhá. Đây, đội ở kia, zoom lên tí nữa cho anh em xem. Đó, Văn Lâm, Tiến Dũng đây. Anh em cứ thoải mái nhé, mình để đây để anh em cùng xem. Anh em cứ xem nhá, bây giờ mình phải tăng nhiệt một tí. Tại vì có một mình đi thôi nên anh em phải thông cảm. Mọi người phải thông cảm. Vừa phải làm, vừa phải chụp ảnh mà lại còn vừa phải livestream. Nói chung là khó khăn. Tiến Dũng. Ok, di chuyển tí đi. Sang bên kia gần hơn. Nào mình cùng di chuyển đi. Nào di chuyển nhá. Đây là Bringing Asia Together. Đó, là khẩu hiệu của Asian Cup năm nay. Phía chủ nhà UAE họ làm việc rất là chuyên nghiệp, rất tốt. Ok, rồi mình tạm thế. Bây giờ nhân viên AFC họ bắt đầu đi quét rồi, họ không cho live stream. Anh em xem một lúc nhé. Đây anh Lưu Đình Tuấn này, Thành Trung, Tiến Dũng này, nha. Chào mọi người, chúng ta đang có mặt trên sân vận động An Nayan và đây sẽ là phần live stream buổi tập của đội tuyển Việt Nam, buổi tập để xem là làm quen sân trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Iran. Ở đây là sẽ là anh Anayan. Đến bây giờ thì không hiểu tại sao ban tổ chức lại cấm livestream. Nên chúng tôi cứ vậy, livestream nó tương đối là kín kẽ thôi, không làm gì hơn được. Mọi người xem.
đây là đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ đã di chuyển vào tập rồi. À, chúng ta có vướng một quả cá gần với Quế Hồng Hải. Em ơi, hồi nãy em đứng đi cho anh che cho anh vậy. Cứ đứng chỗ này để che cho anh. Đây. Xuân Trường. Hoàn toàn Xuân Trường đứng trước mặt chúng ta đây. Rất là chói chang đúng không ạ? Xuân Trường tỏa nắng rất chói chang luôn. Không phải tự nhiên thế đâu. Đây Công Phượng. Không hiểu sao ngày hôm nay chúng ta được một góc gần như vậy và gần sát với các cầu thủ luôn. Chỉ có điều rất tiếc là hơi ngược nắng. Đây, đây có Công Phượng trước mặt chúng ta đây. À, bây giờ giờ địa phương là giờ Việt Nam trừ 3 tiếng các bạn. Này, cái đội đã ra sân tập rồi, đây là sân Naya. À, rất vui đúng không ạ? Vui chúng ta có mặt ở đây rất sớm và đang nhìn thấy các cầu thủ rất gần. À, gần như chuyển với tay là chạm đấy được ngay. Với tay là chạm được Văn Toàn, với tay là chạm được Đoàn Văn Hậu và trước mặt các bạn người đàn ông này là Lương Xuân Trường. Thế nhiên là vì lý do là ban tổ chức tự nhiên lại cấm livestream nên chúng tôi cứ vừa livestream vừa lén lén thôi. Để mọi người xem nhá. Không khí đâu. Đây, hôm nay tôi thì cứ vừa livestream vừa chụp ảnh. Rất là đẹp. Công Phượng đây rồi. Ôi tối quá. Cố gắng để vừa nó livestream vừa chụp ảnh. Bây giờ thật các bạn là không được livestream đâu. Nếu mà tôi bị phát hiện livestream là lại bị out ra ngoài đây cũng mệt lắm. Mà cứ trật tự cứ theo dõi nhá. Cứ theo dõi đi, rồi vừa chụp ảnh. Và livestream các cầu thủ. Để đánh lạc hướng ban tổ chức. Hôm nay thì đấy, theo quy định của ban tổ chức AFC thì mọi người thấy là không chọn được livestream đâu. Tôi lại vừa cầm máy ảnh, vừa livestream lại vừa chụp ảnh. Trông nó vẻ nguy hiểm. Để người ta cũng không biết là mình đang livestream và chụp ảnh vì không có thằng nào đã làm hai việc một lúc như thế cả. Rất là thiếu hiệu quả. Tuy nhiên là không còn cách nào khác, chúng ta phải làm như vậy. Ban tổ chức AFC thì đang kiểm tra xem có ai livestream không. Tôi xin lỗi là có lẽ bây giờ tôi không đọc được câu hỏi của nhiều người lắm. Người vừa chụp ảnh vừa cho mọi người xem. Đấy, còn chúng ta không giao lưu được nhiều đâu nhưng mà sẽ cố gắng tất cả có thể. Hôm nay có nhiều ảnh đẹp đây, lâu lắm rồi tôi mới gần cầu thủ như vậy. Chúng ta sẽ có Đức Huy. Huh? Yes. Okay, so. Do you have beep? Okay. It's okay. Chọn. Okay. Bạn AFC đã vừa hỏi cái giấy tờ của tôi tác nghiệp đâu vì phải thấy cho chụp ảnh. Mà chụp ảnh thì phải có thẻ photo. Đây, Phan Văn Toàn đây. Có thể là mọi người sẽ thấy chất lượng buổi livestream này không được tốt như bình thường bởi vì một điều rất đơn giản là chúng tôi vừa livestream vừa phải canh chừng quan chức của AFC, giám sát của AFC. Rất là phiền bởi vì theo luật thì media thì hiện tại thì không được livestream những buổi official training này. Tuy nhiên tôi đã phải vừa chơi kiểu lách luật, vừa chụp ảnh, vừa livestream lại vừa chụp ảnh được các bạn. Nói chung là người Việt mình thì cũng nhiều chiêu. Thôi, đằng ra cũng hơi lách luật để phục vụ mọi người vậy chứ cũng chẳng biết làm thế nào. Để đợi các giám sát của FC đi xa xa nữa thì tôi sẽ cố gắng để mang đến mọi người phần livestream nó tốt hơn. Kể hip thì đang ngay trước mặt các bạn đây này. Lương Xuân Trường, Phạm Đức Huy. Đang muốn lập, chúng ta sẽ đến với khu vực của thủ môn một tí nhá. Nói chung là FC người ta làm rất là chặt vụ bản quyền livestream là chủng kiểu này. Đặng Văn Lâm này, bây giờ thì các bạn của FC lượn như đèn cù. Phải nói là việc livestream đang diễn ra hết sức khó khăn nên có lẽ là trong trường hợp ở đấy nếu các bạn thấy tự nhiên livestream là mất đi thì các bạn cũng hiểu là chúng tôi đã phải tạm tắt đi để yêu cầu của FC. Các thành
viên giám sát của FC đang theo sát sát từng bước từng cử chỉ một của các phóng viên tại điểm này. Livestream chẳng qua là để mọi người biết là không khí đội tuyển Việt Nam hiện tại như thế nào thôi. Chứ còn chúng ta sẽ không có được một phần livestream tốt hơn. Bởi vì luật của FC thì cấm livestream những buổi official training như vậy. Tôi thì cứ vừa chụp ảnh vừa livestream để mọi người xem thôi. Có lẽ chất lượng livestream thì không tốt như mọi khi. Mọi người cũng thông cảm nhé. Thì buổi livestream này có thể dừng được bất cứ lúc nào. Mọi người đã xem rồi, cũng có khả năng là được tốt hơn. Khi mà công tác bản quyền tại giải đấu này được làm rất là chặt chẽ. No live streaming, các bạn nghe rõ không ạ? No live streaming. No live streaming. Nói chung là việc live stream đang rất là khó khăn. Tôi cũng vừa. Lúc nãy thì chúng ta đã có một buổi họp báo diễn ra giữa Park Hang Seo và Quang Hải. Quang Hải là người trả lời ngày hôm nay. Người đứng đầu của Quang Hải nói rằng là bản thân rất tự tin, lạc quan trong trận đấu này.